vị các bạn, mỗi vùng miền đều có những món ngon được xem là đặc sản. Ở miền Tây thì chắc hẳn là nhiều quý khán giả sẽ không lạ với một món ăn có tên gọi là năng bợp. Năng bợp trước đây vốn là một loại rau mộc quan, sau được nhiều người nông dân phát triển thành vùng chuyên canh rau sạch. Ngày hôm nay thì xin được mời quý khán giả cùng với chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng về thăm một vùng đất vốn được xem là thủ phủ của việc trồng rau năng sạch hiện nay. Đó chính là xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Với những cư dân xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, năng bợp đã trở thành món ăn quen dân dã mà ngon miệng, đi cùng hoài niệm trẻ thơ với những buổi chiều rong ruổi trên các cánh đồng. Vị ngọt của năng cùng hương gió đồng nội đã trở thành ký ức đẹp sâu lắng lòng người. Hưng Phú từng là xã nghèo, phần lớn đất canh tác là đất trũng nhiễm phèn mặn. Người dân nơi đây kể lại, ngày xưa đất nhiều nhưng chủ yếu là để cỏ dại mọc quan hoặc nuôi trâu nuôi bò. Mà nếu có làm lúa thì mỗi năm chỉ làm duy nhất một vụ, năng suất rất thấp. Các loài năng kim, năng bột sinh trưởng khắp nơi. Nhưng nếu năng kim là loài cỏ hại thì năng bột lại được phát hiện như là một loài rau ngon, thú vị trong ẩm thực. Cái khó ló cái khôn. Người dân Hưng Phú đã biết tận dụng thay đổi tập quán sản xuất, biến loại rau năng bột mọc quang trở thành loại cây trồng chủ lực, mang lại câu chuyện mới nơi vùng quê này. Trước đây là cái cây năng bợp của mình chỉ là cái cây rau mọc quang thôi, thì từ đâu mà mình lại phát triển thành cái vùng chuyên canh năng như bây giờ hả chú? Xuất phát từ cái chỗ là cái kinh tế là bị eo hẹp rồi, mần ruộng nó bị lỗ lã nhiều quá, cho nên người dân ta mới cải tiến ra. Xác định cây năng này có thể là làm có ăn, cho nên người ta mới mở ra là người ta trồng năng. Mới bắt đầu là trồng trước vài chủ, rồi sau thấy kết quả quá, bây giờ nó thành phong trào luôn. Con đi dài dài con nghe nhiều người dân nói là năng này là ra hiện nay người ta thích ăn cái loại năng bợp này là gì, là rau sạch. Thì nguyên nhân vì sao mình gọi nó là rau sạch hả chú? Nguyên nhân gọi rau sạch đó là tất nhiên mình không có cần dùng cái thuốc khoa là sâu, nói chung là nó tự mặt đất nó mọc lên dưới nước là nó thiên nhiên vậy, là nó sạch an toàn hơn, không có cần là thuốc gì hết trơn. Khi mà phát triển được cái vùng chuyên canh cây năng vậy nè, thì chú thấy là cái cuộc sống gia đình của những người dân ở đây thì chú thấy như thế nào? Nếu mà người dân mà người ta có đất mà đất canh tác không được thì người ta có năng này thì coi như người ta đổi đời rất nhanh. Ở Sóc Trăng, Cà Mau cũng có năng bột, nhưng Hưng Phú là địa phương mạnh dạn thử nghiệm việc cải tạo đất để trồng năng, diện tích phát triển rất nhanh. Đến nay, toàn xã có 43 hecta đất chuyên canh năng bột. Cây trồng này nhanh chóng trở thành cây xóa đói giảm nghèo trên vùng quê Hưng Phú. Đi dọc các ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Trinh, nơi nào cũng phủ xanh các cánh đồng năng. Họ trồng ít nhất thì 1-2 công, còn hộ nhiều có thể lên đến 5-6 công. Theo anh Nguyễn Giang Kê ở ấp Mỹ Tường 1, một công năng bột có thể chấp 7-8 công lúa, vì mỗi ngày, mỗi công năng bột có thể thu được lợi nhuận từ 300 đến 400 ngàn đồng. Hồi xưa em nghe nói là cái vùng mình là cái năng kim nó nhiều hơn cây năng bợp phải không anh? Rồi sao mà mình diệt được cái giống năng kim dại đó rồi mình phát triển được cây năng bợp lên? Sau này là mình chụp cài phá với có thuốc để xử lý hóa học đó. Mình xịt nó diệt nó 10 phần nó giảm hết cái đám 9 phần vậy đó. Ủa anh, sao mình phân biệt được cây nào là cây năng kim, cây nào là cây năng bợp hả anh Kê? Cây năng kim thì nó rất nhỏ mà nó bây giờ trồng bao lâu dục hơn cái nào nó cũng vẫn mới lớn đây à. Dạ, còn cái năng bợp là nó nhăn bự vậy nè. Dạ, nó. Vậy là phân biệt là cái cây năng kim thì cái cọng nó nhỏ xíu vậy, còn cây... Nó cứng. Dạ.
Vậy là cái dạ, như vậy là cái cây năng kim thì nó nhỏ mà nó cứng, còn cây năng bọt thì nó mềm mà nó to như vậy. Anh thường là trồng năng này ai cũng nói là cực khổ dữ lắm phải không anh? Dạ đúng rồi, năng là cực lắm. Cực như thế nào? Như là như mình có bơm nước rồi đầu mình dọn ủ bón phân rồi nó tối ngày con nhổ năng đêm rồi, ngày phải dọn dẹp vòng vòng vậy đó. Tại sao mình phải nhổ năng bằng đêm hả anh kê? Mối người ta ở xa lại nó lấy nó đi đường như là tới Cà Mau hả, là ở Phước Long hả, là mấy tỉnh khác là cận á, rồi đầu đường xa anh ta phải lấy sớm là chuyển đi cho kịp chợ. Mình không nhổ từ chiều hôm trước như vậy nè mà mình phải nhổ từ ban đêm từ lúc 11-12 giờ đêm vậy. Mình nhổ sớm quá thì năng nó lồi đầu á mà không ngon, chứ còn nhổ trước thì rất khỏe, nhưng mà cái thiên chỗ bán không chạy thị trường thì mình làm không được nữa. Bạn cho bảo đảm cho mầm năng của mình nó non là thắng được chạy hoài. Dạ em xin được cảm ơn anh Kê. Và thưa quý vị các bạn, có thể nói rằng là đối với những người nông dân trồng năng ở đây thì cái vất vả nhất đó chính là phải thu hoạch năng vào ban đêm. Nhưng mà đối với chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng thì cảm thấy đây là một công việc thật sự rất là thú vị, và chúng tôi rất là muốn tìm hiểu về cái công việc của những người nông dân ở đây vào ban đêm để mà nhổ năng thu hoạch năng như thế nào. Xin được mời quý khán giả cùng theo chân chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng nha. Tuy nhiên có thể xem nghề trồng năng bột là cực khổ nhất trong số các nghề nông. Bởi dù cây năng khá nhẹ công chăm sóc, người nông dân chỉ cần cày ải đất lúc đầu. Xuống giống là có thể thu hoạch cả năm. Nhưng quan trọng là do nhu cầu thị trường, nên đến hơn 80% công việc thu hoạch diễn ra vào ban đêm. Những lúc rộ vụ thì đêm nào trên các cánh đồng năng ở Hưng Phú cũng sáng đèn. Thường thì việc thu hoạch bắt đầu từ lúc 10 giờ tối cho đến sáng. Những hộ ít diện tích thì bắt đầu muộn hơn một chút, tức là khoảng 12 giờ khuya. Như đã hẹn, chúng tôi bắt đầu cùng gia đình anh Kê đi thu hoạch năng bột trong đêm. Chị, vậy là cái cây cỡ này là mình nhổ được cách mặt nước khoảng 1 tấc hả chị Mùi? Dạ. Dạ, vậy cây này nhổ được phải không chị? Cây này có lên có dài rồi, có lên có khoảng này nhổ, cái hơi thấp hơn tí gì cũng nhổ được nè. Dạ, như đợt này là nhổ được hả chị ha? Rồi chị nhổ cho em coi. À, lên vậy ha, để em nhổ thử một đọt nha. Khó quá ha chị. Dạ, vậy là được phải không? Như hồi mới nhổ đi, chị nhổ có bị đứt giống em không? Không có đứt gì đâu, tại quen rồi, biết nhổ quen đâu có đứt đâu. Tại mình không biết nhổ mới đứt chứ, mình nhổ quen không có đứt. Dạ. Trời, 10 cộng, đứt 1 cộng là dữ lắm rồi. Như là mình nhổ ngày hôm nay nè, rồi bao lâu mình mới nhổ lại được trên cái luống này chị Mùi? Bỏ một bữa rồi ngày mơi là mơi đi mơi nhổ. Bỏ một đêm cái đầu qua đêm sau nhổ. Dạ. Vậy là nó cái đợt nâu nó cứ nhú lên hoài hả chị? Nhú lên. Dạ. Một bụi gì lú lên hai chọc, một chọc hơi cỡ này, một chọc hơi thấp hơn chút mình nhổ, rồi ngày mơi là ở dưới nó lú lên nữa hai chọc nữa vậy. Như chị nhổ giỏi vậy là đêm chị nhổ được cỡ bao nhiêu ký? Cỡ 7-80 nên. Cái ngày mà đắt hàng là mình phải nhổ từ mấy giờ, còn ngày bình thường thì mình nhổ từ mấy giờ chị Mùi? 10 giờ là nhổ thì bị nhiều á, nhổ 10 giờ là nhổ. Ủa 10 giờ tối mình nhổ tới sáng luôn hả chị? Nhổ tới sáng. Nhổ qua 3 giờ mấy rồi cái lên cắt cọt là 4 giờ rưỡi là lấy. Mấy lúc đầu mà mới đi nhổ năng mà thức khuya vậy buồn ngủ không chị? Thì cũng buồn ngủ, mệt lắm. Buồn ngủ sáng gờ gưỡng rồi từ từ nó quen. Chừng 10 bữa nửa tháng nó quen. Thì em thấy cũng nhiều người làm nông lắm, đủ trồng đủ loại rau thì nói chung làm rẫy làm nông là cực lắm, nhưng mà đặc biệt là cái nghề này là em thấy nó đặc biệt hơn mấy cái chỗ mấy cái trồng rau khác luôn á chị. Cái này thì cực lắm. Có tiền nhiều hơn trồng mấy cái kia dễ gì bằng mấy cái năng này, không có bằng gì bằng năng, mà năng thì nó cực nhất luôn đó. Dạ. Em đi nãy giờ là em thấy là lội dưới nước rồi mũi rồi quá chừng luôn nè, nhưng mà bữa nay là trời không có mưa nè, nhưng mà những lúc trời mưa thì sao chị ha? Chào mua su rồi nhổ cũng không ướt, mình bận quần lội rồi cái mình bận áo mưa luôn cái nó không ướt. Chị, người ta nuôi con gì thì ta quý con đó giống như người bạn vậy ha, rồi trồng cây gì cũng thương cây đó. Đối với cây năng thì chị suy nghĩ thì sao? Thì cũng chăm sóc nó, gì thấy cái gì cũng ra vô dòm, thấy nó tốt cũng mừng. Trong sáng nào cũng ra dòm, cái nó thấy nó phát triển cũng mừng. Quan trọng là nó cho mình một cái nguồn thu nhập khá ha chị ha, mỗi ngày. Thưa quý vị các bạn, nãy giờ khi mà trải nghiệm cùng với chị Mùi để mà đi nhổ năng như thế này thì cái điều mà chúng tôi cảm nhận được đó chính là cái công việc này thật sự rất là vất vả, phải lội nước nè, rồi ban đêm thì sương lạnh rồi mũi rất là nhiều, nhưng mà bù lại thì cái nguồn thu nhập từ cây năng hiện nay là một cái loại có lẽ là
một cái loại rau sạch duy nhất trên thị trường mà lúc nào cũng hút hàng hết. Và cái điều quan trọng là chúng tôi cảm nhận được nữa đó chính là những cái người nông dân trồng năng ở Hưng Phú này thì vô cùng chăm chỉ và cần mẫn với công việc này. Siêng năng, cần mẫn, chịu thương, chịu khó chính là những cảm nhận của chúng tôi về nhịp sống của những người nông dân nơi vùng quê này. Không chỉ những chủ ruộng năng mà ngay cả những người đi nhổ năng thuê cũng vậy. Chính sự cần mẫn đã giúp họ vươn lên thoát khỏi nghèo khó. Như chị Trần Thị Cẩm, nhổ năng thuê cho gia đình anh Kê đã nhiều năm nay. Hỏi ra mới thấy bất ngờ khi biết được nhà chị có hơn chục công ruộng, lại mới xây được nhà mới cả trăm triệu. Nhưng hàng đêm chị vẫn miệt mài với công việc nhổ năng thuê của mình. Theo chị, cực nhưng có được nguồn thu nhập chân chính thì đó chính là niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa quý vị, các bạn, hiện nay khi mà năng bọp đang hút hàng thì khi vào lúc thu hoạch rộ, các gia đình trồng năng cần phải có những cái người đi nhổ năng phụ thì mới có thể đảm bảo đủ lượng năng cung cấp cho các bạn hàng. Chị làm cái nghề nhổ năng này bao lâu rồi? Năm mấy rồi. Là mình cũng nhổ cùng giờ với chủ ruộng năng luôn hay sao chị? Cùng giờ đi vô đây ngủ luôn rồi nhổ luôn à. Sau khi mà đi nhổ ở dưới ruộng năng xong rồi vô đây chị cũng bó phụ với gia đình của chị Mùi rồi cũng rửa năng phụ luôn hay sao chị? Rồi cũng phụ nó rồi đàng hoàng rồi mới về nhà. Tiền công mình lấy mỗi ngày hay sao chị Cẩm? Rồi xong là vô tính tiền trả liền à. Thu nhập vậy thì chi xài như thế nào? Đủ xoay sở trong gia đình không chị? Mà nhổ năng này thì xài cho nhỏ đi học, với xài trong nhà bậy bạ đó thì hết. Còn ổng đi mặn thì cũng dư. Em thì em cảm nhận được công việc này rất là cực. Nhưng mà chị thì ban đêm, ban hôm phụ nữ nữa mà lặn lội dưới đồng như thế này. Nhưng mà chị thì chị cảm nhận về công việc này như thế nào? Cực thì có cực đó, mà đồng tiền gia tỷ như rồi thì người ta trả liền, sáng mình có xây sở cho con mình xài. Em cảm ơn chị Cẩm rất là nhiều. Sau khi mà tìm hiểu về công việc của chị thì em đã hiểu hơn về cái sự cố gắng của chị trong cuộc sống á. Chúc cho cái công việc của chị thuận lợi hơn và mình sẽ có nguồn thu nhập ngày càng ổn định hơn. Năng thường nhú lên khỏi mặt nước từ 8 phân đến 1 tấc 2 là thu hoạch được. Loại cây này sinh trưởng mạnh nên với cách trồng xen kẽ, người trồng năng có thể thu hoạch mỗi đêm. Sau khi nhổ xong, năng sẽ được đưa vào khung gỗ tự chế, cắt từ gốc lên khoảng 3 tấc rưỡi. Đoạn này gọi là măng năng, sau đó bó lại thành từng bó 1 ký giao cho thương lái. Việc nhổ năng thường kết thúc từ lúc 2-3 giờ sáng để sau đó tiến hành khâu cắt, vô bó, rửa sạch. Đến khoảng 4-5 giờ sáng là thời điểm các thương lái đến thu mua tại ruộng. Trước khi đến với xứ này, chúng tôi không nghĩ rằng trong không gian đêm khuya yên ắng thanh bình của vùng quê lại có một nhịp sống sôi động và những cuộc giao thương nhộn nhịp diễn ra như thế này. Điểm đặc biệt là hiện nay, năng bột lại chính là loại rau bán chạy nhất, thị trường ưa chuộng nên hút hàng. Có bao nhiêu là thương lái lấy hết bấy nhiêu, lại trả tiền mặt mỗi ngày, nên nông dân trồng năng phấn khởi. Em cho chị hỏi thăm là thường là cái năng này mình lấy tại ruộng vậy nè, rồi mình ra bán ở chợ Hưng Phú hay mình còn bán ở chợ nào nữa không em? Em giao bán Hưng Phú rồi với giao mối bên Dì Năm, bên Ngăn Gừa đâu đó, với thôi hoặc là Vĩnh Phú. Người ta lại lấy cái mình giao vậy đó. Thường là mình ra bán sỉ hết hay là mình có bán lẻ tại chợ Hưng Phú không? Em sỉ mớ rồi, còn mớ rồi em bán lẻ. Như còn năng lại thì em bán lẻ. Nhiều thì bán lẻ, ít thì mỗi lấy hết. Vậy đó, bữa ít bữa nhiều. Bữa nay là chị thấy gần 200 kg nè, thì mình bán được cỡ khoảng mấy giờ thì hết? Khoảng như giao mối mớ rồi còn mớ cái mình bán khoảng 7-8 giờ mình hết. Mình bán giá cả làm sao hả em? Thí dụ không lặt thì sao, rồi lặt ra thì sao? Lọn bó 1 ký vậy đó, hoặc như 7.000-8.000 vậy. Chị đến đây chị tìm hiểu, chị thấy là cái cuộc sống của người dân mình đang rất là phấn khởi với cái cây năng này đó. Nhưng mà không biết là cái tiểu thương mà đi bán cái mặt hàng này thì hiện nay em thấy làm sao? Bán thì cũng đỡ, như dạng như đủ ăn đủ xài vậy, còn chủ năng nó nhiều hơn. Tại vì em thì giao mối bán cũng được, nói chung là cũng ổn. Vài năm trở lại đây thì em có nhận thấy là cái người tiêu dùng người ta thích ăn cái sản phẩm rau sạch này hơn không? Thích chứ. Tại vì này nó cũng dễ hơn như mấy cái loại rau khác, nó dễ ăn lắm. Nói chung là ai cũng ưa, nhưng đám tiệc rồi nãy kia đâu là dùng nó nhiều. Rồi chị cảm ơn em rất là nhiều ha. Chúc cho em là bán lúc nào cũng đắt hết nha. Rồi về em đi. Một ngày mới bắt đầu trên những cánh đồng năng.
một mô hình làm ăn mới thể hiện tinh thần lao động miệt mài của người nông dân đã vượt qua những khắc nghiệt về điều kiện tự nhiên để mang lại sự trù phú cho một vùng quê. Dẫu có nhọc nhằn vất vả, nhưng người dân ở đây luôn sáng tạo trong lao động. Đất phèn mặn được tận dụng trồng năng, trên bờ ruộng thì xen rau màu, dưới ruộng năng lại thả thêm cá. Thế mới hay, người quý đất thì đất không phụ công người. Có nhiều giống năng như năng xanh, năng đỏ, năng hồng, năng sữa. Nhưng khâu cải tạo đất, xử lý nước đúng mới chính là yếu tố quyết định cho chất lượng măng năng. Phải dày, giòn và ngọt đậm mới ngon. Ngày nay năng bột được ưa chuộng vì đây là loại rau sạch, trồng hoàn toàn không xử lý thuốc hóa học, chỉ bón phân hữu cơ lúc mới xuống giống nên có thị trường lớn. Về các chợ ở thành phố Bạc Liêu, huyện Phước Long, ngang dừa xã Hưng Phú, chúng tôi thấy năng bột được bày bán quanh năm. Là loại rau dân dã lại có giá phải chăng, ăn ngon miệng, nên nhiều bà nội trợ đi chợ thường có trên tay 1-2 bó năng bột mang về. Năng bột còn đi xa khỏi chợ quê, đến với các tỉnh thành, thậm chí là lên tận thành phố Hồ Chí Minh. Nếu không có thời gian lặt năng, người mua cũng có thể thuê luôn người bán lặt sẵn. Cách lặt năng bột khá đơn giản. Con cầm mấy cây đi, con cầm cây đi rồi con lặt đi nè. Như vậy là mình chỉ cần một cái cây nhọn hoặc là một cái cán muỗng gì mình cũng có thể lột năng được ha con ha. Cái cán muỗng nó mỏng quá, dễ lặt lắm. Nhắm cái cọng năng đó là non tới đâu thì mình gạch tới đó rồi mình lặt nè. Thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho mỗi vùng miền một sản vật. Cây năng bột ở Hưng Phú, Phước Long không chỉ tạo nên nhịp sống mới cho bà con trong chuyện làm ăn mà còn là nét độc đáo về văn hóa ẩm thực. Có nhiều cách lý giải khác nhau về nguồn gốc của món ẩm thực dân dã này. Từ lúc khẩn quan lập nghiệp trên những cánh đồng ngập nước, những người mục đồng đã biết dùng năng để ăn. Trong những năm kháng chiến ác liệt, những cán bộ cách mạng hoạt động sâu trong bưng biển đã chế thêm những món ăn mới từ năng. Rồi đến giờ này, năng đã trở thành một món rau thời thượng trong giới sành ăn. Thưa quý vị, các bạn, ngày nay thì năng bợp đã trở thành một món ăn rất là phổ biến, trở thành một loại rau chính trong bữa ăn hàng ngày của các hộ dân ở Hưng Phú cũng như là trong các cái tiệc tùng. Chính vì vậy mà trong chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn được giới thiệu đến quý khán giả những cái món ăn đặc sản từ cây năng bợp này. Dạ cô ơi, từ cây năng bợp thì mình có thể chế tạo ra những cái món ăn đặc sản như thế nào hả cô? Cũng như là năng á thì dễ ăn nhiều món lắm, như mình bắp gỏi với thịt vịt, thịt gà cũng được. Rồi mình ăn sống, mình chấm cá kho không thôi là mình chấm mắm. Rồi dân dân cái gì cũng được, dễ ăn lắm. Rồi mình xào mỡ rồi cũng dễ ăn. Dạ cô, con thấy ở đây cái đặc biệt là cái bánh xèo này là mình làm cái nhân từ cây năng bọp nè cô, là hồi đó giờ con mới thấy lần đầu tiên luôn á. Thì cô có thể chia sẻ về cái đặc biệt của nó khi mà ăn nó thì nó có hương vị như thế nào? Cũng như là ở xã Hưng Phú này, mần bánh xèo thì chị em mần là năng bọp. Chứ ít mần củ sắn, năng là dùng nhiều hơn cái các món khác. Năng là cái mần rất ngon, ngọt, cái bánh ngon. Ví dụ mỗi vùng miền thì đều có một cái món ăn đặc sản riêng. Về với Hưng Phú, Phước Long của mình thì con thấy đâu đâu cũng là cái cây năng bợp. Là thành ra là con muốn hỏi cô là cái độc đáo trong cái ẩm thực từ cây năng bợp là như thế nào? Thì ngon thì phải như mình ăn thì mình phải nhớ hoài cái món năng này nè. Cũng như là mấy em á, dùng trên xuống đây thì ở xã Hưng Phú này thì có năng. Mấy em xuống đây ăn năng lần cho biết thì về sẽ nhớ đến năng ở xã Hưng Phú. Tuy không cao lương mỹ vị nhưng những món ăn từ năng bột luôn có dư vị riêng, và đó chính là hương vị quê nhà. Để ai đến với Hưng Phú cũng muốn một lần thưởng thức qua, để ai đi xa cũng phải nhớ về. Có một kỷ niệm đáng nhớ nhất mà chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng lần này cảm nhận được, đó chính là cái hương vị rất là đặc trưng của những món ăn từ cây năng bợp. Đó đã tạo nên một cái nét văn hóa rất là độc đáo trong ẩm thực của người dân nơi đây. Và hy vọng là hương vị của cây năng bợp cũng như là hiệu quả kinh tế của nó sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa. Đến đây thì chương trình Nhịp Sống Đồng Bằng của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này cũng xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình kỳ sau.